Những ngày qua, dư luận cả nước đang đặc biệt quan tâm đến vụ án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RigVip. Bởi đây không chỉ là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam, mà nó còn liên quan đến rất nhiều đối tượng trong đó có cả một số cán bộ cơ quan nhà nước, thậm chí cả cấp tướng trong ngành công an. Và sau nhiều ngày điều tra, thì hôm nay 17 tháng 3, Bộ Công an đã công bố hình ảnh hai bị can được cho là chủ mưu là Nguyễn Văn Dương và Phan Sao Nam. Đồng thời, những thông tin chi tiết về quá trình phá án cũng lần đầu được đưa ra. Đây là hình ảnh sau khi bị bắt của bị can Nguyễn Văn Dương, chủ tịch công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC và Phan Sào Nam 39 tuổi, cựu chủ tịch giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến. Đây là hai đối tượng bị xác định là chủ mưu trực tiếp điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Theo thông tin vừa được công bố, từ tháng 7 năm 2016, Bộ Công an đã chỉ đạo xác minh đường dây đánh bạc Rigvip và Tip.club Đầu năm 2017, Bộ Công an quyết định xác lập chuyên án đấu tranh do đích thân Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng ban chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quý Vương làm phó ban chỉ đạo. Đến tháng 8 năm 2017, ban chuyên án đã giao Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý vụ án khi cùng thời điểm này, đơn vị này cũng đang tiến hành áp dụng biện pháp tố tụng với một số đối tượng có liên quan đến chuyên án. Tính đến ngày 14 tháng 3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc và một số bị can vì tội danh khác. Bộ Công an cũng thông tin thêm do vụ án có quy mô đặc biệt lớn liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương. Các đối tượng phạm tội cũng rất am hiểu về công nghệ nên việc bước đầu cơ quan công an cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác thu thập, phân tích, đánh giá và sử dụng chứng cứ chứng minh tội phạm. Thưa quý vị, theo tài liệu điều tra thì tổng số tiền mà những con bạc nướng vào sòng bạc online này thông qua cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng, tức là tính trung bình là 342 tỷ đồng một tháng. Trong đó thì tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%. Vậy số tiền khổng lồ gần 9.600 tỷ này được chia chắc như thế nào? Các ông trùm chủ mưu, doanh nghiệp viễn thông hay là doanh nghiệp trung gian thanh toán đã được hưởng lợi ra sao? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời. Với số tiền gần 9.600 tỷ thu được từ các con bạc, cơ quan điều tra ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ, tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông. Doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ, Phần lớn số tiền là thuộc về nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ, nhóm Phan Xào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ. Ngoài ra 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc. Sau khi chiếm hưởng, nhóm tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài. Thậm chí có đối tượng như Phan Xào Nam đã gửi 3,5 triệu đô la Mỹ tại ngân hàng Bank Ngập Singapore hiện tại cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật